Linh và Diệu Thảo. Kính chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Thảo ơi, ngày hôm nay thì bên Trung tâm Tư vấn Khách hàng có gửi qua một bức thư của chị Bích Vân gửi cho chương trình. Và đặc biệt là chị Bích Vân có nói là nhờ chuyển cho cô Thảo. Cô cảm ơn Thúy Vinh rất là nhiều. Trong thư chị Bích Vân nói rằng là chị Bích Vân rất là thích nấu ăn cho chồng và con và thường hay sáng tạo ra những món ăn mới lắm. Nhưng mà có một món chỉ làm hoài sao mà không thấy đạt yêu cầu. Vậy là chắc là chị Vân nhờ bàn tay khéo léo của cô Thảo để giúp cho món ăn đạt yêu cầu, đúng không cô? Vậy không biết là với món ngon giao mùa hôm nay thì cô Thảo có định làm một món ăn theo yêu cầu của chị Bích Vân không? Để cô suy nghĩ thử xem. Trong tủ lạnh của cô cũng đang có đủ các nguyên liệu mà chị Bích Vân đang thực hiện món đó đó. Mình bắt tay vào làm liền đi. Đã cô phải cho quý vị khán giả và cả em biết món ăn đó tên gì nữa chứ. Cô quên. Chúng ta sẽ cùng thực hiện món nuôi trộn cá hồi nướng sốt mayonnaise. Để thực hiện món nuôi trộn cá hồi nướng sốt mayonnaise, chúng ta cần chuẩn bị 200g nuôi ống loại nhỏ đã luộc, 100g cá hồi tươi, thịt heo xông khói, nấm đông cô, nấm rơm, ngò tây, hành tây, bơ, bột mì, phô mai bột, bột xù và một ít sữa tươi không đường. Ngoài ra chúng ta còn cần các loại gia vị thông thường và theo như tên gọi không thể thiếu, sốt mayonnaise aji mayo. Giai đoạn đầu tiên là phần nuôi. Chúng ta sử dụng nuôi khô thì chúng ta sẽ cho vào một cái nồi luộc chín đi. Xong rồi sau đó vớt ra xả nước lạnh để ráo. Cá hồi thì chúng ta sẽ sắc khối vuông cạnh khoảng chừng 2cm. Bây giờ đến cái phần rau ngò tây thì là chúng ta băm thật là nhuyễn. Để cho món ăn ngon hơn, thấm gia vị thì cô sẽ sử dụng một chút xíu muối nè. Và một ít tiêu. Sau đó cô trộn đều cái phần muối và tiêu này lên. Thúy Vinh giúp cho cô chỗ này được rồi đó. Chúng ta để khoảng chừng 5 phút thôi thì là cá hồi sẽ thấm gia vị, vì cá là một nguyên liệu thấm gia vị rất là nhanh. Cô sẽ sử dụng một miếng bơ nhỏ cho vào trong chảo. Tại sao không phải là dầu mà là bơ hả cô Thảo? Khi chúng ta sử dụng bơ cho món ăn này á, thì món ăn sẽ có một cái mùi thơm rất là quyến rũ. Cho bơ vào, chúng ta hơ cho bơ hơi chảy ra, không cần phải nóng già đâu. Tại vì bơ nếu mà chúng ta làm cho bơ nóng quá thì sẽ mất đi mùi thơm. Chúng ta sẽ cho ngay củ hành tây băm nhuyễn vào, đảo đều. Tiếp tục chúng ta cho phần nấm rơm và nấm đông cô. Nấm đông cô thì chúng ta mua loại nấm tươi và chúng ta sắc lát mỏng ra. Khi chúng ta đã xào cái phần nấm hơi chín một chút xíu thì chúng ta tiếp tục cho thịt heo xông khói vào. Cô sẽ tiếp tục xào thật là kỹ để cho những cái nguyên liệu này thấm đều gia vị. Phần thịt heo xông khói á, là có vị hơi mặn mặn vừa ăn rồi. Cho nên trong cái phần xào này thì chúng ta sẽ không nêm thêm gia vị nữa. Mà chúng ta phải xào thật kỹ để cho cái phần nấm chín và thấm cái phần gia vị từ thịt heo xông khói ra. Bây giờ cô tắt bếp, cô trút hết ra một cái tô. Giai đoạn kế tiếp á, là chúng ta lại đặt chảo lên bếp và chúng ta cũng lại tiếp tục cho cái miếng bơ thứ hai vào. Cô sẽ cho bơ hơi chảy ra và bây giờ cô sẽ chuẩn bị sẵn cái phần bột mì. Đây là giai đoạn chúng ta làm cái sốt. Bơ đã tan ra rồi thì cô sẽ cho bột mì vào nè. Cho bột mì. Khi cho bột mì vào thì quý vị khán giả nhớ lưu ý là chúng ta sẽ đảo cho thật đều để cho bột mì thật là chín kỹ. Khi chúng ta đảo kỹ thì bột mì sẽ có mùi thơm hơn nữa. Và sẽ cho cái phần sữa tươi vào. Quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý là khi chúng ta cho sữa vào á thì chúng ta tắt bếp đi và chúng ta khuấy cho thật là đều để cho bột không bị vón cục. Quý vị phải lưu ý nha, chúng ta phải cho bột mì vào xào kỹ với bơ thì như vậy sốt của chúng ta sẽ thơm hơn. Và sau khi bơ và bột mì đã xào kỹ rồi thì chúng ta để nguội một chút, sau đó mới cho sữa tươi vào khuấy đều thì sẽ không bị vón cục. Sau đó thì cô sẽ tiếp tục cho vào 2 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo và cô sẽ nêm thêm một ít muối vào trong này. Như vậy là phần sốt đã hoàn tất rồi. Sau khi mà chúng ta chế biến xong phần sốt này á thì một nửa thì chúng ta sẽ cho trộn chung với lại phần nấm và thịt xông khói. Một phần nữa thì cô sẽ chừa lại để cho vào sau. Chúng ta trộn đều lên. Chúng ta sẽ cho nuôi vào trộn chung với phần này. Và chúng ta cũng sẽ cho hết cái phần ngò tây này vào. Quý vị khán giả sẽ chuẩn bị một cái khuôn hoặc là một cái dĩa sâu. Chúng ta trút hết cái phần nuôi trộn với lại thịt xông khói và nấm này. Chúng ta trải đều cái phần nuôi này ra khuôn nè. Cô sẽ tiếp tục cho cái phần sốt này lên. Cô trải đều cái phần sốt này ra. Cô sẽ cho cái phần cá hồi vào. Chúng ta phải để phần cá hồi này lên trên như thế này. Thì sau khi mà chúng ta làm xong á, cái phần cá hồi này nó nằm ở trên cùng thì món ăn coi mới ngon và hấp dẫn. Chúng ta sẽ dùng cái sốt
mayonnaise Jimayo này, cô sẽ bắt những cái sọc ở trên đây, rồi cô sẽ rắc cái phần bột xù lên trên nè. Bây giờ cô sẽ bỏ vào trong lò nướng. Chúng ta sẽ cho nhiệt độ là 250 độ C và thời gian là từ 8 đến 10 phút. Sau đó chúng ta sẽ cho khay vào và chờ chín thôi. Bây giờ cô sẽ lấy cái phần này ra. Cô sẽ rắc thêm một ít ngò tây lên. Bây giờ là đến thần thử món ăn đây. Dạ, nhưng mà cô phải cho em đủ tất cả các nguyên liệu nha cô. Chắc chắn rồi. Và cô. Đúng là sau khi nướng thì sốt mayonnaise có màu vàng cháy xém nè và có mùi thơm rất là đặc trưng nữa, làm cho món ăn thêm phần hấp dẫn cô ha. Cô Thảo ơi, trước hết là phải kể đến vị béo béo của mayonnaise nè. Rồi nuôi thì mềm và không bị dính, còn cá thì ngọt và thơm nữa. Đặc biệt nha là sự kết hợp giữa mayonnaise Aji Mayo với sữa tươi kèm phô mai làm cho món ăn có hương vị mới lạ và dễ ăn hơn nữa đó cô. Vậy là Thúy Viên thích món này rồi phải không? Đúng là em rất là thích và món ngon này thật là ngon đó cô. Món ngon. Giao mùa. Chúng tôi cũng rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị để chương trình ngày một hay hơn và hấp dẫn hơn. Mọi thư từ xin quý vị hãy gửi về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083 823 7557. Cô Dự Thảo và Tuyết Vinh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.